Sáng 4 tháng 8, Bộ Y tế xác nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đây là trường hợp có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối. Đó là bệnh nhân 426, nữ, 62 tuổi, quê quán Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân này có tiền sử suy thận mãn tính 10 năm. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 đến 27 tháng 7. Bà được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ ngày 30 tháng 7. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân 426 tiếp xúc kém, ăn uống kém, khó thở nhẹ. Ngày 1 tháng 8, lúc 3 giờ, bệnh nhân phải thở máy, 7 giờ mê man, huyết áp tụt, 17 giờ suy đa tạng, choáng nhiễm trùng, nhiễm độc. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân lọc thận liên tục, thở máy. Ngày 3 tháng 8, lúc 1 giờ 5 phút, bệnh nhân 426 mạch chậm, đe dọa ngừng tuần hoàn hô hấp. Lúc 8 giờ, bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn qua nội khí quản. 10 giờ 24 phút, bệnh nhân hôn mê, xuất huyết tiêu hóa. 18 giờ 30 phút, mạch rời rạc, huyết áp tụt dần. Ngày 4 tháng 8, lúc 1 giờ 20, bệnh nhân 426 ngừng tim, hồi sức nhưng không hiệu quả. Đến 2 giờ 30 thì tử vong. Chẩn đoán tử vong, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Đây là ca bệnh thứ 7 mắc COVID-19 tử vong ở Việt Nam. Các trường hợp này đều có sẵn bệnh lý mãn tính như tim mạch, huyết áp, thận, ung thư.